mua đá, người chú đang lựa đá. Này quá trời luôn, bạn mua bao nhiêu in có hết. Đó cái hộ này mình giới thiệu cho. Trả lời nữa cái à? Nè nó bụi. Cái chỗ này vô chỗ cho này coi chết rồi. Giờ mình đang chuẩn bị bốc đá à. Ồ đây dàn cá của chỗ bên đá. À, nhìn đẹp, mấy con này cũng đẹp lắm. Ủa mấy con đen, ủa mấy con bóc đẹp này. À, con bóc lại. Chú muốn dàn chưa? Nè à, chú đang thò tay xuống. Ủa nó bán hả? Nó bán. Chú hỏi rồi. Rồi. Món cá này dàn á. Chú đang cho thả tay xuống. Dạ đó hả? À. Ủa con này đẹp quá. Em mình thả tay xuống này. Ủa cái con màu đỏ đẹp không? Cái bông này nó cho lấy đường ta. Hả? Bông này nó lấy đường ta. Đây đây cái nhỏ nhỏ nhất. Đây. Coi đây. Mình đang man, cá nhìn đẹp thiệt. Chụp bánh đá nha bạn. Ở đây đủ thịt cá chứ sợ. Chỗ ở đây bánh cá nó làm cho hụt cá. Chú đang đứng chưa? Người đang đứng trên bờ coi nó chạy. Ô bèo. À, chú ơi, cái bèo là cái gì vậy? Này quá đẹp luôn. Em ạ. À, cái này cây này. Súng chơi súng Mỹ mà súng Việt Nam. Đây là cái cũng
À mà nó cho lấy cái súng đó không ta? À lấy sợ nó bị chửi. Nói sợ chửi. Ừ, chú vô trong á. À chú vô trong coi thử. Ồ mấy cá nó quá dạ luôn. Rờ tay à. Mình hỏi có bán đâu mà nó không chịu bán. À, mình mua quất còn quá đẹp. Nhìn đẹp màu quá đẹp luôn. Giờ mình đang tính tiền à. Tính tiền à, chuẩn bị về. Đang làm ly cà phê uống. Chỗ này nó bán phân luôn rồi. Dạ em biết rồi, bóc kèn hoài. Nó cần phao rồi á. Bên xe múc đang bán đất rồi. Nếu mà nguyên đấu này nó cỡ 200 đây. Giờ trời ơi lâu vậy, nhanh đi ơi mấy chú. Rồi, đến giờ phim mình chạy qua nè. Cái thằng quỷ này từ từ má, có gì đâu từ từ chứ. Không có gì hết xảy ra men. Giờ mình vô cân à. Chú sao dân? Mấy xe đang vô chợ đá cho phần này. À, dùng trời nắng không nắng không mưa. Trời ấm u u. Coi cho phần gửi mấy con cá cho cậu. Em mày mua giùm tao đi. Tao nó chém. Giờ mình chở chiếc xe vô chắc vô cần phao cần chiếc xe trước xong mình ra mới thấy đã. Ừ. Không quên tí hỏi nó có cho mèo ta. Xin nó tí xíu. Giờ mình đang vô cần chứ. Đang ở chung gai. Chứ rồi đang mua đâu anh đang đi mà mua. Ok anh đang làm cái nha. Đang chờ mà, ngay mình đang chờ mà. Đã làm chưa? Chưa. Hồi nãy hai thằng xì ra đồ chờ đá chạy xe luôn. Có bấm nhiều vậy. Nó chạy luôn. Ừ. Đâu có mấy thằng đâu vô cần xe gì đâu, nó cũng qua ngoài nó đi vô thôi. Sao được cái dòng nó đây. Chú hỏi cái mèo mà nó tao xin được cái xíu được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Chờ hai cái filter này, hai cái máy bơm. Cái này 28 hay 18 vậy? Hả? 22 hả? Cái này 22. Chế qua cái này luôn. Còn cái này chỗ đâu có xài đâu. Ồ, gắn qua cái bên này luôn. Gắn cái này qua bên này luôn hả? Ồ, gắn này cho biêu này luôn nè. Hai cái chạy á. Nước ra mà quá trồng luôn. À, giờ mới khắc nước nè. À, đừng té xuống là khỏi tắm luôn á. Chảy à, nước chảy à. Chảy à, nước chảy từ bơm trong đường này ra nè. Rồi sao nó chảy xuống như thế này. Càng bô bô nhiều càng tốt cho cá, mình khỏi cần một cái oxy nữa. Bô bô càng nhiều càng tốt, mình làm xong những bô bô. Nước đây rất là trong. Đây cái dàn ống. Chạy xuống dưới này. Xuống thì chú cho làm cả. Mình chắc xong xe. Chú ơi, cố lên đi. Ờ, chú tránh ra xong cái chuyện đang chết xong rồi, ok. Còn lại bị giữ chân rồi. Giờ bạn thấy cái hồ cá rồi. Không được nữa. Để đi con nhà ra chết rồi. Thì chú gọi đi chú chở con cá. Từ đó là chú có kéo nổi không? Con lòng. Giờ chú chạy ra xuống. Đây con đẩy ra. Chú chắc đây nó đẩy ra. Chú chạy xuống đẩy vô trong. Đi cố lên 1, 2, 3. Cố lên chú ơi. Chú là 60 mạnh hơn. Đây, giờ chích. Giờ chưa. Nghỉ đi.